Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào quý vị khán giả cập nhật tin tức nóng. Thì hôm nay chúng ta biết được là anh IT Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt. Chính thức báo chí đã đưa tin, và trước đây quý vị khán giả cũng biết là Nhâm Hoàng Khang có mối liên hệ với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng như thế nào. Lúc đầu thì hỗ trợ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà sau đó doanh nhân đã nhận ra một cái điều gì đó không có được tin tưởng, cho nên là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cắt đứt liên lạc. Thì sáng hôm nay Nhâm Hoàng Khang chính thức đã bị bắt. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Nhâm Hoàng Khang đình đám trong thời gian vừa qua, anh IT 34 tuổi, lập trình viên, vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc là cưỡng đoạt tài sản và điều tra nhiều dấu hiệu tội phạm khác. Sáng ngày 4 tháng 10 tại Cần Thơ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an cho biết. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính có liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục An ninh mạng Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an điều tra, Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng, nguồn tin nói là kết quả điều tra ban đầu. Khang đã bị lực lượng chức năng di lý về nhà riêng tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện lệnh khám xét và thu giữ một số tài liệu. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra hàng loạt dấu hiệu tội phạm khác của Nhâm Hoàng Khang và những người liên quan. Được biết, IT Nhâm Hoàng Khang là nổi tiếng đình đám về việc hacker lấy tài liệu của những người khác. Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến là lập trình viên nổi tiếng. Gần đây, anh liên quan ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được sao kê tài khoản ngân hàng của cá nhân, của quỹ từ thiện v.v. Khoảng 2 tháng trước, Khang công khai giấy mời làm việc của Cục Cảnh sát Hình sự trên Facebook cá nhân, cho là được C02 đề nghị hợp tác điều tra tội phạm. Quý vị khán giả cũng biết là tên Nhâm Hoàng Khang trước đây á là từng là phanh phui qua cái vụ anh Hoài Linh giữ 14 tỷ đồng, cảnh báo về nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc v.v. Trước khi bị bắt thì Nhâm Hoàng Khang đã là đình đám trên mạng xã hội. Nhâm Hoàng Khang là một hacker được cho rằng là đã cùng với bà Nguyễn Phương Hằng phanh phui nhiều vụ liên quan đến các nghệ sĩ. Hôm nay thì thông tin Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt đã rần rộ trên cộng đồng mạng. Có hành vi đột nhập vào mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền những người đó và nhận 400 triệu đồng. Ngay sau khi có lệnh bắt tạm giam thì cơ quan điều tra có lệnh khám xét chỗ ở tại phường 8 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhà của Khang tại Cần Thơ. Nhâm Hoàng Khang tên thật là Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, quê quán tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có nhà và sinh sống tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Được biết là biệt danh đình đám trên mạng xã hội Nhâm Hoàng Khang là cậu IT. Từ khi trở thành hacker tìm ra danh sách Antifang của bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, nghề nghiệp hiện tại của Nhâm Hoàng Khang là viết code lập trình viên. Chia sẻ thêm thông tin sự nghiệp của Nhâm Hoàng Khang trước khi bị bắt. Anh ta được giới công nghệ thông tin cho biết đến là người đầu tiên tạo ra các phần mềm hỗ trợ thiết bị iPhone, iPad. Được biết, Nhâm Hoàng Khang tỏ ra nổi bật ngay khi còn là học sinh ngành IT ngồi trên ghế nhà trường với các nghiên cứu con số mã hóa trên máy tính v.v. Trong sự nghiệp của mình, Nhâm Hoàng Khang đã có khá nhiều thành công. Thành công lớn nhất của Nhâm Hoàng Khang chính là sự đưa eSIM vào iPhone và lóc công việc đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu. Từ khi là sinh viên thì Nhâm Hoàng Khang là một trong những sinh viên nổi bật ở trường và đồng thời tạo ra những cái sản phẩm. Phải nói là giới công nghệ cũng phải thán phục. Thì gần đây nhất Nhâm Hoàng Khang phanh phui cái vụ mà nghệ sĩ Hoài Linh giữ 14 tỷ đồng. Và Nhâm Hoàng Khang cùng với bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng từng được nhiều người biết đến khi được cho rằng là bắt tay với nhau phanh phui một số vấn đề liên quan đến từ thiện không minh bạch. Khởi nguồn của mối quan hệ chị em thân thiết,
Này là vào hồi tháng 5 2021, vợ chồng của ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng trao giải thưởng 1 tỷ đồng cho người tìm ra danh tính những kẻ núp lùm để chơi xấu mình. Một trong số đó trên Facebook cá nhân có tên là Nhâm Hoàng Khang. Ngay sau đó, anh này đã nhanh chóng lập tức tìm ra Nhâm Hoàng Khang chính là hacker đã cung cấp toàn bộ thông tin liên quan đến cá nhân đăng về bà CEO Nguyễn Phương Hằng và nhận số tiền thưởng là 500 triệu đồng. Nửa còn lại thì cậu gửi làm từ thiện, chứ cậu IT này không nhận hết cái số tiền 1 tỷ đồng của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người cho rằng nguồn gốc biệt danh cậu IT được bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng gọi là Nhâm Hoàng Khang từ đó. Sau khi mà cái vụ hacker trên Facebook, nhiều người thấy Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng liên tiếp có những thông tin yêu cầu sao kê của các nghệ sĩ làm từ thiện vân vân. Và tiếp tục, cậu IT Nhâm Hoàng Khang từng được cho rằng là giúp doanh nhân Nguyễn Phương Hằng tìm ra chứng cứ sao kê, thấy nhiều người nghệ sĩ giống như nghệ sĩ Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ đồng. Sau đó, nghệ sĩ Hoài Linh xác nhận xin lỗi Mạnh Thường Quân, bà con miền Trung và thực hiện giải ngân nhanh chóng sau đó. Và tiếp đó, cậu IT Nhâm Hoàng Khang cũng cảnh báo cộng đồng và cái nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc. Vào tháng 6 năm 2021 thì Nhâm Hoàng Khang tiết lộ anh đã tìm ra người mạo danh mình để nhắn tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Đáng chú ý, người này còn cho rằng là thuê dịch vụ spam tin nhắn có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải, khi một trong các số điện thoại của người mua dịch vụ nhắn tin giả mạo anh lại trùng với số điện thoại của nghệ sĩ Đức Hải. Không chỉ vậy, trên Facebook Nhâm Hoàng Khang còn từng khẳng định mình chính là người đã báo công an về nhóm từ thiện của Giang Kim Cúc vào ngày 23 tháng 8, cảnh báo cộng đồng. Tuy nhiên, vụ việc này cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ. Trong bối cảnh liên quan vào ngày 10 tháng 9 trên trang Fanpage xã hội Facebook, Giang Kim Cúc và các cộng sự bị chính thanh tra Sở Giao thông Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng vì đã phát sóng trực tiếp livestream có nội dung thông tin sai sự thật về bà ngoại rút ống thở của cháu theo điểm A khoảng 1 điều 101 Nghị định số 15/2020 Nghị định Chính phủ. Trong nhiều hàng loạt, Nhâm Hoàng Khang đã hỗ trợ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và tìm ra những cái nhóm mà từ thiện Giang Kim Cúc vân vân. Nói chung là Nhâm Hoàng Khang đình đám trên mạng xã hội. Và cuối cùng thì Nhâm Hoàng Khang đấu tố với bà doanh nhân Nguyễn Phương Hằng rồi quay đầu xe. Bất ngờ vào tháng 9 năm 2021, phía Nhâm Hoàng Khang và bà Hằng được cho đã xảy ra bất đồng đấu tố nhau trên mạng xã hội khi cậu IT Nhâm Hoàng Khang tuyên bố sẽ chứng minh quỹ từ thiện Hằng Hữu. Mọi người cho rằng ám chỉ quỹ từ thiện Hằng Hữu của vợ chồng đại gia có 280 tỷ đồng và tung sao kê sau đó là không lâu. Đó. Cuối cùng thì Nhâm Hoàng Khang IT còn khẳng định chắc nịch nếu không làm được thì Nhâm Hoàng Khang không phải là họ Nhâm nữa. Tuy nhiên sau đó vài ngày thì Nhâm Hoàng Khang sao kê anh đã có động thái quay xe. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó thì Nhâm Hoàng Khang khi giải thích đây không phải là quỹ Hằng Hữu mà là quỹ Hằng Hữu nằm trong kịch bản của bộ phim sắp chiếu. Nếu có nội dung giống thật thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi mà nghe tin được Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt thì cộng đồng mạng vô cùng ngỡ ngàng. Và chắc có lẽ là nhiều người cũng chia sẻ những cái bình luận của mình sau đây. Ba cái tài lẻ này trong thế giới IT chỉ là vặt thôi, người ngoài không biết tưởng ghê gớm lắm. Có chút tài lẻ đã tưởng mình là ông trùm công nghệ, giờ bị bắt đúng rồi. Bao nhiêu lập trình nó kiếm cả tỷ đồng mỗi tháng mà không ai biết nó. Còn ở đây kiếm được mấy đồng mà ầm ĩ lên rồi, 33 tuổi thì cũng phải nhận thức được đời này không làm mà đòi ăn thì chỉ có đi vào trại mà thôi. Và một bình luận khác của khán giả, anh này giỏi thật nhưng đi sai hướng, dùng nhiều từ ngữ trên mạng xã hội không phù hợp. Có tài mà không có đức thì nổi tiếng một lúc nào thôi. Và nhiều người bình luận cũng vô cùng bức xúc. Bắt là phải rồi vì suốt thời gian qua anh ta ngang nhiên công khai xâm nhập vào tài khoản riêng trên mạng, thách thức dư luận, vi phạm pháp luật. Đúng là lòng tham không đáy khiến anh này bất chấp vi phạm đạo đức và pháp luật.
Nói chung thì hiện giờ Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt thì cộng đồng mạng vô cùng là vui, vì trước đây anh cũng ngang nhiên là công khai tài khoản cá nhân, rồi ngang nhiên hăm dọa người này người kia trên mạng xã hội đòi công khai. Thì tới ngày hôm nay, mặc dù là anh đã giỏi thiệt nhưng mà anh đã đi sai đường, xâm nhập vào những cái nhóm mà chơi cờ bạc cá nhân, rồi cuối cùng quay sang là tống tiền người khác. Cho nên hành vi của anh là đã vi phạm pháp luật. Thì hiện tại là báo chí đã đưa tin rầm rầm là Nhâm Hoàng Khang đã bị bắt sáng nay vào ngày 4 tháng 10. Và tuổi đời cũng không phải là nhỏ, 33 tuổi rồi, một người đã trưởng thành, đã chín chắn và sự nghiệp của mình cũng lẫy lừng. Nhưng mà Nhâm Hoàng Khang lòng tham không đáy và đi sai đường. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi phần tin tức. Một lần nữa mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh Phương Văn để tiếp tục theo dõi những video hữu ích. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả ngày mới bình an, vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.